Xin chào các bạn, hãng tin Business Insider cho biết các đợt tấn công bằng tên lửa và vũ khí tự sát của Ukraine đã buộc Nga phải đưa ra quyết định quan trọng. Cuộc rút chạy mới nhất của hạm đội Biển Đen đã được ghi nhận. Theo đó, nhờ được trang bị các phương tiện không người lái drone cảm tử và tên lửa tầm xa mà Ukraine đã thành công đẩy hạm đội Biển Đen của Nga ra khỏi căn cứ lâu đời ở Crimea, buộc họ di tản tới căn cứ khác cách xa đó. Vụ tấn công mới nhất của Ukraine diễn ra hôm ngày 6 tháng 6. Tổng cục tình báo Ukraine SUR tuyên bố lực lượng của họ đã phá hủy một con tàu quan trọng của hải quân Nga ở Crimea bằng xuồng không người lái USV tự sát. Đó là tàu kéo lốt Saturn, đề án 498, đóng vai trò then chốt trong việc vận chuyển thiết bị quân sự hạng nặng và vật tư từ lãnh thổ Nga tới bán đảo Crimea. Saturn sẽ không còn ra khơi được nữa. Lực lượng đặc biệt của SUR đã phá hủy con tàu Nga. SUR tuyên bố, kèm theo bài đăng trên Telegram là đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tấn công. Bản báo cáo Market Boss được cho biết hỏa hoạn dữ dội đã xảy ra sau khi ba chiếc USV tự sát của Ukraine chọc thùng hàng công hàng gia phòng thủ của lực lượng Nga ở Biển Đen và đánh trúng liên tiếp ba tàu Nga, khiến cho nó bị phá hủy. Một chuỗi các cuộc tấn công dũng động của Ukraine nhằm vào cảng Sevastopol và tàu chiến Nga trong năm ngoái đã buộc Nga phải rút chiến hạm về căn cứ thành phố cảng Fedosia phía bên kia Crimea và Novorossiysk trong lãnh thổ Nga nhằm tìm kiếm giải pháp bảo vệ tốt hơn cho phương tiện hải quân của mình. Trang tin của Mỹ nhận định, dù không có lực lượng hải quân chuẩn mực, Ukraine đã gây tổn thất nặng nề cho các tàu chiến Nga, từ đó mở ra hành lang hàng hải quan trọng để hỗ trợ nền kinh tế của nước này. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Ukraine đã dựa vào đội drone và tên lửa hải quân nội địa để đánh chìm, phá hủy hoặc làm hư hại ít nhất là 24 tàu hải quân Nga ở Biển Đen. The Business Insider, những cuộc tấn công như trên đã được Ukraine tiến hành trải dài từ khi cuộc chiến bắt đầu cho tới nay. Tuy nhiên, cuộc di tản của hạm đội Biển Đen mới chỉ thực sự bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái. Thời điểm đó, Ukraine đã tiến hành hai cuộc tấn công riêng biệt vào Sevastopol bằng cách sử dụng tên lửa hành trình do phương Tây sản xuất để bắn phá một sườn đóng tàu quan trọng của Nga và căn cứ hạm đội Biển Đen. Tới tháng 10 năm 2013, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các mối đe dọa ngày càng tăng tới Sevastopol, dường như đã buộc Moscow phải phân tán hoạt động hải quân của mình trên Biển Đen và tránh xa khu vực ngoài khơi phía Tây, vốn là trọng tâm bị tấn công của Crimea Business Insider cho biết hình ảnh vệ tinh vừa được Black Sky, công ty cung cấp thông tin tình báo thời gian thực, công bố đã cho thấy rõ sự phân tán của hạm đội biển đen Nga, qua đó làm nổi bật một trong những thành công mang tính biểu tượng của Ukraine trong cuộc chiến. The Black Sky, công ty này đã ghi nhận hàng chục nghìn lượt phát hiện tự động liên quan tới các tàu quân sự trong giai đoạn tháng 1 năm 2022 và tháng 4 năm 2024, cho phép mang lại cái nhìn rõ ràng về quy mô rút quân của Nga. Vài tháng sau khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào Sevastopol, Black nhận thấy số lượt phát hiện tàu quân sự tại cảng này đã giảm 18%. Trong khi đó, lượt phát hiện ở cảng Fedosia tăng 23% và Novorossiysk tăng 22%. Những số liệu này cho thấy sự chuyển hướng đáng kể của hạm đội biển Đàn Nga từ phía Tây Crimea tới các địa điểm khác, nơi drone và tên lửa Ukraine có thể khó tiếp cận hơn một loạt hình ảnh vệ tinh được chụp trong những tháng trước và sau cuộc tấn công gây thiệt hại của Ukraine ở Sevastopol càng làm nổi rõ sự hiện diện giảm dân của hạm đội Biển Đen tại thành phố cảng này, trong khi gia tăng ở các khu vực Fedosia và Novorossiysk. Blue còn ghi nhận thấy lối vào các cảng nơi tàu Nga cập bến, bao gồm cả Sevastopol, mặc dù hoạt động hải quân của Nga tại đó đã giảm bớt, có sự gia tăng rõ ràng các biện pháp an ninh hàng hải. Tình báo và giới phân tích phương Tây nhận định những hệ thống phòng thủ mới được Nga tăng cường là lưới chắn, các rào chắn nổi và xà lan neo đậu trong bối cảnh các tàu chiến Nga ngày càng giảm hiện diện ở khu vực xung quanh Sevastopol và ở bờ biển phía tây Crimea. Ukraine những tuần gần đây đã chuyển hướng tấn công sang các mục tiêu nhỏ hơn như tàu tuần tra và tàu kéo nhằm tiếp tục gây tổn thất hải quân cho Moscow. Tạp chí Newsweek của Mỹ ngày 19 tháng 6 dẫn lời người phát ngôn hải quân Ukraine, đại úy Dmytro Blatanchos cho biết thêm một tàu chiến khác của Nga đã rút chạy khỏi Crimea. Một con tàu khác của Nga đang rút khỏi Crimea, chạy đi hãy chạy đi ông Latantchot viết trong bài đăng trên Facebook cùng ngày kênh Telegram tiếng Nga Kremlin Wins thông báo rằng tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường đề án 1239 lớp Bora của Nga đã được phát hiện rời bán đảo Crimea cùng với tàu tuần tra lớp Raptor một ngày trước đó trong hai chiếc tàu này tàu đệm khí mang tên lửa đề án 1239 của Nga được thiết kế để chống lại các tàu chiến mặt nước và tàu cao tốc của đối phương hạm đội Biển Đen của Nga tiếp tục rời Sevastopol, Crimea Win cho hay cho tới trước thời điểm đó cả hai con tàu này đều đóng quân thường trực ở Sevastopol theo business insider cuộc chiến ở biển đen quả thực là một điểm sáng đối với ukraine trong lúc chiến dịch trên thực địa diễn ra chậm chạp tờ báo mỹ bình luận rằng nga đã không thể phòng thủ một cách nhất quán trước chiến thuật chiến tranh sáng tạo và phi đối xứng của ukraine các quan chức kiev tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hải quân hiệu quả cao này không những vậy giới chức mỹ đã cho phép ukraine mở rộng phạm vi tấn công lãnh thổ nga Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Lầu Năm Góc ngày 20 tháng 6 cho hay, Ukraine giờ đây có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các lực lượng Nga đang ná hỏa lực vào quân đội Ukraine từ bất cứ địa điểm nào ở bên kia biên giới. Nói cách khác, phạm vi không còn giới hạn ở vùng lãnh thổ Nga gần Kharkov, tỉnh nằm ở biên giới phía đông Ukraine và mở rộng ra bất cứ vùng lãnh thổ nào của Nga dọc theo biên giới giáp danh Ukraine. Trước đó, trong tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã âm thầm bật đèn xanh cho Kiev bắn vũ khí do Mỹ cung cấp vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Song các quan chức Mỹ cho biết, ở thời điểm đó, quyết định của ông Biden chỉ giới hạn ở các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga gần Kharkov. Nói với các phóng viên, Thiếu tướng Patrick Ryder, người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết, chính sách của Mỹ không có thay đổi nào. Chỉ có điều phạm vi mà Ukraine được sử dụng vũ khí Mỹ để chống lại quân đội Nga không chỉ giới hạn ở vùng lãnh thổ Nga gần Kharkov. Khả năng có thể phản công khi bị tấn công chính là trọng điểm của chính sách này. Khi chúng ta thấy lực lượng Nga bắn xuyên biên giới, Ukraine cần có khả năng bắn trả các lực lượng mặt đất ở đó bằng cách sử dụng đạn dược do Mỹ cung cấp, ông Ryder nói. Đó là cách tự vệ và vì vậy hoàn toàn hợp lý khi họ có thể làm điều đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh. Theo Politico, kể từ khi được Mỹ ủy quyền vào tháng 5, Ukraine đã sử dụng vũ khí Mỹ để tập kích vào lãnh thổ Nga ít nhất một lần, phá hủy các mục tiêu ở thành phố biên giới Belgorod và tìm cách kiềm hãm cuộc tấn công của Nga. Sau đó, các quan chức Ukraine và các nước châu Âu khác đã gây sức ép để Washington nới lỏng các hạn chế hơn nữa, nhằm cho phép Ukraine tấn công bất cứ nơi nào bên trong lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Nhà Trắng cho Nep Kirby cũng cho biết các chuyến hàng đến Ukraine sẽ lên tới hàng trăm tên lửa và sẽ bắt đầu được giao trong những tuần tới. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.